tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin sáng ngày 25 tháng 9 hôm nay, cập nhật cơn bão Fiona tấn công bờ đông Canada gây tàn phá kinh hoàng. Phía đông Quebec và quần đảo Magdalen vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Thủ hiến François Legault công bố hỗ trợ tài chính cho những ngôi nhà bị hư hại. Người dân Canada đang phải chuyển tới những thành phố nhỏ hơn vì giá nhà quá đắt. Một người đàn ông cầm dao chạy qua cổng an ninh ở sân bay Edmonton, một sĩ quan đã bị thương. Cung điện Buckingham công bố tấm ảnh đầu tiên của vua Charles tại nơi làm việc. Trên thế giới, Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc và Hoa Kỳ và chuyến thông của Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Trung Quốc sử dụng tàu dân sự để nâng cao năng lực hải quân. Hoa Kỳ sẽ tăng cường tìm kiếm lao động ở châu Á. Ít nhất 36 người thiệt mạng sau mưa lớn và sát đánh ở Ấn Độ núi lửa phun trào ở tonga là một vụ nổ bất thường thậm chí có thể làm ấm trái đất và thêm nhiều bản tin đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây mời quý vị theo dõi cùng với tuấn liêm và hoàng anh Mở đầu phần tin Canada, chúng tôi xin cập nhật về cơn bão Fiona mà đang tàn phá bờ biển phía đông của Canada gây ra sự tàn phá kinh hoàng. Cơn bão mạnh Fiona đã xé toạc miền đông Canada hôm thứ Bảy với sức gió mạnh như vũ bão, buộc phải di tản, quật ngã cây cối và đường dây điện, đồng thời khiến nhiều ngôi nhà trên bờ biển biến thành đống gạch vụn giữa đại dương. Hàng trăm ngàn khách hàng ở miền đông Canada không có điện khi Fiona tiến đến các vùng biển Nova Scotia, đảo Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland và quần đảo Magdalen của Quebec. Thị trấn Port aux Basques, Newfoundland đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi triều cường cuốn trôi nhiều ngôi nhà, đường xá và công trình kiến trúc ra biển. Một phần của thị trấn cũng đã được lệnh di tản. Cảnh sát đã nhận được một báo cáo chưa được xác nhận rằng một phụ nữ đã bị trôi ra biển. Một phụ nữ khác đã bị trôi ra biển sau khi nhà của cô bị sập, nhưng cô đã được cứu và đưa đến bệnh viện roy là tổng biên tập của tuần báo Red House ở Port Old Basque, nói rằng Đây là điều đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trong đời, đồng thời mô tả nhiều ngôi nhà hiện giờ chỉ là một đống gạch vụn giữa đại dương. Có một tòa nhà chung cư đã biến mất theo đúng nghĩa đen. Có toàn bộ những con đường đã biến mất. Thủ tướng Trudeau đã hoãn chuyến đi dự kiến vào thứ Bảy tới Nhật Bản để tham dự lễ tang của cựu thủ tướng Shinzo Abe, nhưng cho biết bây giờ ông sẽ không thực hiện chuyến đi này, Thay vào đó, ông nói rằng ông sẽ đến thăm khu vực bị thiệt hại bởi cơn bão càng sớm càng tốt. Thủ tướng Trudeau cho biết, trợ giúp của liên bang đã được chấp thuận cho Nova Scotia và dự kiến sẽ có nhiều yêu cầu hơn nữa. Bão Fiona gần một tuần trước đã tấn công Puerto Rico và các khu vực khác của Caribbean, giết chết ít nhất 8 người và làm mất điện gần như toàn bộ 3,3 triệu người của Puerto Rico trong một đợt nắng nóng gay gắt. Bão Fiona đã đổ bộ vào đất liền giữa Canso và Gisboro, Nova Scotia. Nơi trung tâm bão Canada cho biết, cơn bão này có mức áp suất không khí thấp nhất của bất kỳ cơn bão nào đổ bộ vào đất liền trong lịch sử nước này. Trong khi các nhà khoa học vẫn chưa xác định liệu biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến sức mạnh hoặc là hành vi của bão Fiona hay không. Có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy những cơn bão tàn phá này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Hàng trăm ngàn người khách hàng ở miền Đông Canada không có điện. Tính đến 7 giờ tối thứ bảy giờ địa phương, hơn 335.000 khách hàng của Nova Scotia không có điện. Tỉnh Prince Edward Island cho biết hơn 82.000 trong số 86.000 khách hàng không có điện. New Brunswick báo cáo 37.000 nhà không có điện, tập trung ở phía đông nam của tỉnh. Newfoundland cũng báo cáo khoảng 6.000 khách hàng không có điện và Hydro Quebec thì báo cáo khoảng 5.500 khách hàng không có điện ở vùng Gaspé và khoảng 1.000 khách hàng không có điện ở quần đảo Madeleine. Nhà cung cấp dịch vụ di động và Wi-Fi Rogers Communications cho biết họ biết về sự cố mất điện do bão Fiona gây ra và các đội sẽ làm việc để khôi phục dịch vụ càng nhanh càng tốt. Tỉnh PEI sản xuất hơn 1 phần 5 số khoai tây của Canada và các trang trại khoai tây của hòn đảo này đang trong mùa thu hoạch có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Tại Halifax, 11 chiếc thuyền bị chìm tại câu lạc bộ du thuyền Shearwater và 4 chiếc còn lại bị đánh vỡ vụn. Thủ hiến Quebec François Legault cho biết, cho đến nay không có trường hợp nào bị thương hoặc là tử vong. Và các quan chức từ Prince Edward Island và Nova Scotia cũng cho biết như vậy. Cơn bão đã suy yếu phần nào khi nó di chuyển về phía Bắc, và lúc 5 giờ chiều theo giờ Halifax, nó đã vượt qua vịnh St. Lawrence cách Port Oldsbath khoảng 80 dặm, tức là 130 km về phía Tây Bắc, mang theo sức gió duy trì tối đa là 70 dặm, tức là 110 km một giờ. Phía đông Quebec và quần đảo Magdalen vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp, Thủ hiến François Legault công bố chương trình tài chính cho những ngôi nhà bị hư hại. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, quyền thị trưởng của quần đảo Madeleine, Richard Lebron cho biết một số người đã phải di tản diễn ra trong đêm và đến sáng. Các con đường vẫn bị đóng trên khắp hòn đảo do cây cối bị lật đổ, lũ lụt và các mảnh vụn khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Cư dân cũng được yêu cầu hạn chế tiêu thụ nước của họ vì một số máy bơm nước của thành phố đang chạy bằng máy phát điện. Thị trưởng Gaspé là Daniel Cote cho biết các phần phía nam của khu vực là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều. Các tòa nhà và đường xá trong khu vực đã bị ảnh hưởng. Cảnh quay ấn tượng cho thấy Château du Bourg lịch sử ở Chandler, Quebec bị cuốn ra biển. Tòa nhà này đã tồn tại từ năm 1916 và là một phần quan trọng của di sản khu vực. Phát biểu hôm thứ bảy, Thủ hiến đương nhiệm François Legault cho biết một chương trình tài chính tương tự như những chương trình được đưa ra sau trận lũ lụt vào năm 2019 sẽ được thực hiện. Ông nói, tôi vẫn muốn trấn an người dân khôi bác rằng bất cứ điều gì không được bảo hiểm thông thường chi trả. Chúng tôi sẽ bảo đảm có một chương trình để lấp đầy khoảng trống, nhưng không có tử vong, đó là điều quan trọng nhất. Còn quá sớm để thống kê đầy đủ thiệt hại và cơn bão vẫn chưa kết thúc, ông nói. Ông đã khuyến cáo những người ở quần đảo nên ở nhà ít nhất cho đến tối thứ Bảy khi cơn bão được dự báo sẽ chậm lại. Ông thừa nhận các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên phổ biến hơn và chính phủ Quebec sẽ làm việc với các thành phố tự trị. Về vấn đề thích ứng với khí hậu, chính phủ Avenue Quebec của Liên minh ông Loco trước đó đã hứa hẹn 7 tỷ đô la để cải thiện cơ sở hạ tầng khi đối mặt với biến đổi khí hậu và điện khí hóa giao thông, mặc dù các thành phố tự trị vẫn chưa nhận được những khoản tiền đó. các hạn chế Covid-19 hiện tại ở biên giới phần lớn là không có hiệu quả trong việc bảo vệ người Canada. Khi chính phủ liên bang chuẩn bị tuyên bố chấm dứt các hạn chế biên giới Covid-19, một báo cáo mới từ một số bác sĩ đã khẳng định trong đó có nhiều biện pháp đã thất bại. Báo cáo được chuẩn bị cho hội nghị bàn tròn du lịch và lữ hành Canada vốn ủng hộ việc chấm dứt hạn chế đi lại, cho biết các hạn chế biên giới hiện tại phần lớn là không có hiệu quả trong việc bảo vệ người Canada khỏi Covid tiến sĩ david kho là một bác sĩ phòng cấp cứu tại university health network cho biết ngay từ ban đầu thì các biện pháp đi lại của đại dịch đã có tác dụng trong việc hạn chế lây lan với việc đóng cửa ở trong nước nhưng chúng đã thất bại trong việc ngăn chặn các biến thể xâm nhập vào canada và hiện không còn hiệu quả nữa khi mà omicron đã phổ biến rộng rãi ông kha nói rằng các hạn chế ở biên giới là không cần thiết trong một xã hội được tiêm chủng cao và được tiếp cận với các phương pháp điều trị sẵn có Tiến sĩ Shane Chala, là phó giáo sư Đại học McMaster, nói rằng việc đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa cũng nên trở thành một lựa chọn tùy chọn như hiện nay trong xã hội. Chính phủ liên bang dự kiến sẽ cho phép các biện pháp COVID ở biên giới hạn chế vào cuối tháng, mặc dù chưa có thông báo chính thức. Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Close xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành trong chính phủ về việc có nên giữ chúng hay không vào ngày 20 tháng 6, thì Canada đã đình chỉ các quy tắc về phát sinh COVID-19 đối với việc đi lại trong nước trên máy bay và tàu hỏa, cũng như các du khách quốc tế từ nước ngoài. Người dân Canada đang chuyển tới những thành phố nhỏ hơn vì giá nhà quá đắt. Tại các thành phố đô thị của Canada, mọi người đang không thể tìm được nhà ở với giá cả phải rằng. Một số người đã phải từ bỏ hoàn toàn bằng cách chuyển sang các cộng đồng nhỏ hơn. Trong lịch sử, Dân số tăng lên ở các trung tâm đô thị lớn của Canada, nguồn cung cấp nhà ở không thể theo kịp, khiến cho giá bất động sản và giá thuê nhà tăng lên. Vì tiền lương của người Canada không thể cạnh tranh với chi phí nhà và tiền thuê nhà đang tăng, nhiều người đang hướng tới các thành phố nhỏ hơn với nguồn cung cấp nhà thậm chí còn ít hơn. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 2, nhiều thành phố tự trị có tốc độ phát triển dân số nhanh nhất của Canada là các cộng đồng nhỏ hơn xung quanh các đô thị lớn. Đứng đầu trong danh sách đó là East Williambury Ontario, là một thị trấn nhỏ trong GTA, dân số tăng 44,4% từ năm 2016 tới năm 2021. Đứng thứ hai trong danh sách đó là The Blue Mountain, Ontario, là một thị trấn nông thôn khác nằm ở trên Vịnh Georgia dọc theo Lake Huron, dân số thị trấn đã tăng 33,7%. Ở tỉnh BC thì thành phố Landford trên Vancouver Island gần với thành phố Victoria có mức tăng dân số lớn 31,8% trong số top 10 Southern Gulf Island là một góc đảo ngoài khơi ở Vancouver Island đã tăng 28,9%. Xe Quebec đã tăng 30,4%. Bốn thành phố khác của Quebec, đó là Bromont, Carignan, saint Joseph và Mirabel nằm trong top 20 các thành phố tự trị phát triển dân số nhanh nhất. Ba thành phố của Manitoba, bao gồm Niverville nằm bên ngoài Winnipeg, tăng 29% vào năm 2016 tới năm 2021. Các thành phố West của Saint Paul và Nipawa tăng lần lượt là 24,5% và 23,3%. Thống kê Canada, Stark lưu ý rằng nhà ở rẻ hơn, mô hình làm việc tại nhà thay đổi do đại dịch COVID-19 và mong muốn gần gũi với thiên nhiên là một vài yếu tố thúc đẩy sự gia tăng dân số trong các cộng đồng đó ngay cả khi dân số ở các thành phố lớn hơn đã tiếp tục tăng trưởng từ năm 2016 cho tới năm 2021. Du lịch tháng 7 có xu hướng tăng nhưng vẫn là một phần nhỏ so với mức trước đại dịch. Thống kê Canada cho biết, số lượng khách quốc tế đến Canada đã tăng trong tháng 7 nhưng mà vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch. Cơ quan này cho biết, số chuyến đi của người dân Hoa Kỳ trong tháng 7 là 2,2 triệu gấp 11 lần so với chuyến đi thực hiện vào tháng 7 của năm 2021 nhưng vẫn chỉ bằng khoảng 60% số chuyến đi được báo cáo vào tháng 7 năm 2019. Cư dân từ các quốc gia khác ngoài Canada và Hoa Kỳ đã thực hiện các chuyến đi đến Canada nhiều hơn 10 lần vào tháng 7 của năm 2022 so với tháng 7 của năm 2021 nhưng vẫn chỉ bằng một nửa số lượng khách du lịch quốc tế vào năm 2019. Thống kê Canada cho biết Người Canada đã thực hiện các chuyến đi nhiều hơn khoảng 6 lần so với một năm trước đó. Tuy nhiên, giống như du khách Hoa Kỳ, con số đó vẫn thấp hơn mức tháng 7 của năm 2019 bằng khoảng 64% khối lượng của tháng đó. Cơ quan này cho biết khi việc đi lại bằng đường hàng không trong tháng 7 tăng, tình trạng thiếu lao động đã góp phần vào việc hủy chuyến bay, xếp hàng dài, thất lạc hành lý làm tác động đến các sân bay lớn. Chi phí giữ trẻ ở tỉnh BC được cấp phép giảm tới 550 đô la một tháng vào ngày 1 tháng 12. Phí giữ trẻ ở tỉnh British Columbia dự kiến sẽ giảm tới 550 đô la một tháng bắt đầu từ tháng 12 đối với trẻ em trong dịch vụ chăm sóc được cấp phép cho những trẻ từ mẫu giáo trở xuống theo chính phủ tỉnh BC cho biết. Tỉnh cho biết việc cắt giảm sẽ có nghĩa là các gia đình 96% trẻ em được chăm sóc đủ điều kiện, hoặc khoảng 69.000 trẻ em sẽ tự động nhận được mức phí thấp hơn. Khoản tiết kiệm mới này là thêm vào số tiền giảm 350 đô la mỗi tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi trong dịch vụ chăm sóc nhóm trước đó. Tổng cộng sẽ cắt giảm 900 đô la một tháng. Chăm sóc trẻ em là một trong những hóa đơn lớn nhất mà nhiều gia đình phải đối mặt hàng tháng. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về chăm sóc trẻ em cho biết, Jennifer Whiteside là bộ trưởng giáo dục và chăm sóc trẻ em ở tỉnh BC, cho biết các gia đình có con em đi học mẫu giáo đăng ký dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học sẽ được giảm 220 đô la hàng tháng so với mức giảm 100 đô la trước đó. Cô cho biết việc cắt giảm phí này sẽ đưa ra chi phí chăm sóc trẻ em trung bình hàng ngày trong tỉnh xuống còn 21 đô la vào cuối năm, giảm so với mức trung bình 53 đô la trước đó khi các sáng kiến chăm sóc trẻ em của chính phủ bắt đầu. Vụ ẩu đả trên đường khiến RCMP thu giữ hơn 40 khẩu súng. Hai tuần trước, một người đàn ông ở Calgary đã bị bắt sau một vụ khiếu nại về một cuộc ẩu đả trên đường cao tốc, khiến cảnh sát thu giữ hơn 40 khẩu súng từ nhà của anh ta. Strathmore RCMP cho biết, vụ việc đã xảy ra vào ngày 10 tháng 9 khi họ nhận được cuộc gọi nói rằng một người lái xe đã chĩa một khẩu súng ngắn vào họ. Các sĩ quan đã có thể dừng chiếc xe đó lại và họ tìm thấy khẩu súng ngắn và một khẩu súng shotgun. Bên trong, RCMP đã bắt giữ hai người đàn ông nhưng người hành khách đã được thả ngay sau đó, trong khi tài xế vẫn bị giam giữ. Cảnh sát cho biết họ nhận được lệnh khám xét nhà của người lái xe vì hành vi thất thường và nguy hiểm trong vụ việc này và đó là nơi họ thu hồi các vũ khí khác. Khoảng một nửa trong số đó, 22 chiếc là súng dài bao gồm súng shotgun, súng trường và súng hơi, nhưng các sĩ quan cho biết thêm họ đã tìm thấy một khẩu AR15 và 20 khẩu súng ngắn. Tổng cộng 49 khẩu súng đã bị thu giữ. Trevor Hawk, 51 tuổi, đến từ Calgary, phải đối mặt với một tội danh chỉ súng và một số tội danh xung quanh việc cất giữ súng không an toàn. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đang bị giam giữ sau khi anh ta bị cáo buộc chạy qua cổng an ninh tại sân bay quốc tế Edmonton với một cây dao vào khoảng 8 giờ 30 sáng thứ Bảy. Cảnh sát cho biết nhân viên RCMP tại sân bay đã xác định được vị trí của người đàn ông và cuộc xung đột đã diễn ra sau đó. Viên chức đã bị thương trong cuộc hỗn chiến. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định và cảnh sát vẫn đang giam giữ nghi phạm. Án mạng kép ở bãi đậu xe trung tâm mua sắm Longueuil. Cảnh sát của tỉnh Quebec sẽ hỗ trợ các nhà điều tra ở Longueuil trong một vụ giết người kép được cho là vào tối thứ Sáu ở ngay phía nam của Montreal. Cảnh sát đã điều động một trung tâm chỉ huy cơ động đến bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm nơi xảy ra vụ giết người. Một phụ nữ 42 tuổi và một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắn chết khoảng 8 giờ 15 phút tối và đã được tìm thấy gần nhau trong một lô đất thương mại. Cảnh sát của tỉnh đưa ra một thông báo cho biết họ sẽ giúp điều tra vì tính chất tội phạm và do bối cảnh bạo lực vũ trang hiện nay trong khu vực. Cảnh sát cho biết thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị bắn từ một chiếc xe chạy khỏi hiện trường trước khi các cảnh sát đến. Hiện vẫn chưa có vụ bắt giữ nào, nhưng các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem những người bị hại có quen biết nhau hay không. Giao lộ tại Virgin Diamond đầu tiên của Ontario sẽ mở vào ngày 26 tháng 9 đây là con đường đầu tiên thuộc kiểu này ở Ontario, khi tỉnh sẽ mở một giao độ các đường cao tốc mới có tên là Diverging Diamond tại Queen Elizabeth Way QEW và đại lộ Grandale ở St. Catherine vào tuần tới. Nút giao mới sẽ chính thức thông xe vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Việc xây dựng đã được tiến hành qua QEW và đại lộ Grandale kể từ tháng 4 năm 2021 khi những người lái xe được chuyển sang cầu vượt mới được xây dựng, các đội công nhân sẽ bắt đầu tháo gỡ cây cầu cũ trên đại lộ Grandel dự kiến là hoàn thành vào cuối năm 2022. Việc khai trương nút giao thông hình kim cương mới chỉ là một phần của quá trình tái thiết chính các con đường trong khu vực. Dự án xây dựng cũng bao gồm việc lắp đặt một bùng binh mới tại đại lộ Grandel và đường Giót, dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2023. Tất cả các công trình xây dựng trong khu vực dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè năm sau. thành phố Calgary kêu gọi các nghệ sĩ đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế thành phố mùa đông. Thành phố Calgary đang mời các nhà thiết kế, nghệ sĩ và học sinh sau trung học tham gia cuộc thi thiết kế thành phố mùa đông Winter City Design Competition hàng năm lần thứ hai. Cuộc thi sẽ diễn ra dọc theo đại lộ Stephen Avenue và vành đai The Beltline. Người dự thi có thể sử dụng khả năng sáng tạo của mình để thêm sức sống cho mùa đông của Calgary và giúp người dân Calgary và du khách giải trí. Kate Zako, người đang giám sát cuộc thi cho thành phố, cho biết, Chúng tôi muốn thấy những thiết kế sáng tạo sẽ thu hút mọi người vào trung tâm thành phố trong suốt mùa đông và khiến mọi người dừng lại, giao lưu và kết nối với các khu phố trung tâm của chúng tôi. Thành phố cho biết, vào mùa đông này, chủ đề của cuộc thi sẽ tập trung vào cảnh quan trong mơ mùa đông winter dreamscape điều này bao gồm việc thắp sáng đại lộ stephen avenue tạo ra thiết kế thân thiện với mùa đông để trang trí các công viên và khu vực công cộng của calgary đồng thời mang mọi người đến với nhau để giao lưu thành phố cung cấp thông tin về các địa điểm thi đấu như sau vườn thế kỷ century gardens công viên bob scott park đại lộ Stephen Avenue và 2 Street Southwest. Thành phố sẽ chọn 3 bài dự thi để nhận tài trợ xây dựng và lắp đặt các thiết kế sáng tạo của họ tại các địa điểm được giao. Các thiết kế sẽ được trưng bày trong khoảng 4 tuần vào tháng 2 năm 2023. Thành phố cho biết thêm, cuộc thi này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các kế hoạch cho tương lai của trung tâm thành phố Calgary. Để hình dung lại, đại lộ Stephen từ tòa thị chính đến Mawata Armory vì nó đóng một vai trò trong việc thử nghiệm các ý tưởng. Những người quan tâm có thể truy cập trang web của thành phố và các ứng dụng được mở cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2022. Giải độc tác 70 triệu đô la Max Million vẫn chưa có chủ. Năm vé giá trị 1 triệu đô la đã được rút ra. Giải độc đắc số Max Million vẫn chưa có người nhận sau một kỳ quay thưởng mà đã có một số vé trị giá 1 triệu đô la đã nhận ở Ontario. Tập đoàn số số và trò chơi Ontario OLG cho biết giá độc đắc 70 triệu đô la vẫn chưa được nhận dù đã có 5 vé 1 triệu được bán ở khắp Ontario, chủ yếu là Greater Toronto, Hamilton Area. Vé trúng giải được bán ở Toronto, York Region, Hamilton, Milton và Renfield County. Hai vé trị giá 500.000 đô la cũng đã được bán một là ở London, một là ở Scarborough. Ba vé Encore trị giá 100.000 đô la mỗi vé đã được chọn trong đợt rút thăm hôm thứ Sáu. Một là ở Price Edward, Hastings County, một ở sussex Mary và vé thứ ba là ở Toronto. Cung điện Buckingham công bố tấm ảnh đầu tiên của vua Charles tại nơi làm việc. Tấm ảnh đầu tiên của vua Charles đệ tam khi ông đảm nhận nhiệm vụ mới của quốc gia của mình tại cung điện Buckingham đã được công bố. Trong tấm ảnh, nhà vua được nhìn thấy đang nhìn vào chiếc hộp màu đỏ của mình, nơi chứa các tài liệu từ chính phủ Anh và khối thịnh vượng chung, để thể hiện sự tiếp nối của hoàng gia, bức ảnh được chụp trước tấm ảnh của cha mẹ quá cố của ông là nữ hoàng Elizabeth và hoàng tế Philip. Bức ảnh mà cặp đôi này đã tặng cho vua George thứ sáu vào năm 1951, một năm trước khi bà Elizabeth trở thành nữ hoàng. Trong triều đại của chính mình, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng thường xuyên được chụp hình với chiếc hộp màu đỏ của mình, vật mà mỗi quốc vương nhận được từ thư ký riêng của họ. Hình ảnh được chụp trong căn phòng mang tên Thế kỷ 18, 18th Century Room, tại cung điện Buckingham 3 ngày sau khi nữ hoàng Elizabeth qua đời. Cung điện Buckingham cũng đã công bố một bức ảnh về nơi ăn nghỉ cuối cùng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong nhà nguyện Thánh George một viên đá có khắc tên của vị quốc vương quá cố đã được lắp đặt trong nhà nguyện tưởng niệm vua George thứ sáu, một tòa nhà phụ của nhà nguyện chính, vào tối thứ hai sau một buổi lễ riêng có sự tham dự của gia đình bà. Viên đá được chạm khắc thủ công từ đá cẩm thạch đen của Bỉ và có khảm chữ cái bằng đồng, đọc tên của cha mẹ bà, vua George thứ sáu và nữ hoàng Elizabeth. Theo sau là tên của nữ hoàng quá cố cùng với tên của chồng bà, hoàng thân Philip một ngôi sao Carter ngăn cách hai cặp đôi hoàng gia và năm sinh và năm mất được ghi bên cạnh mỗi tên. Tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ước tính là sự kiện truyền hình được xem nhiều nhất trong lịch sử. Với hơn 4 tỷ người xem toàn cầu, nhiều hơn đám cưới của vua Charles và công nương Diana vào năm 1981. Các đài truyền hình vẫn còn chật vật trong việc đếm số lượng người xem truyền hình với con số khổng lồ trong sự kiện này. Lễ tang cấp nhà nước lịch sử của nữ hoàng hôm thứ Hai đã thu hút số lượng người xem kỷ lục từ khắp nơi trên thế giới. Những người theo dõi khi linh cữu củ của bà được kéo qua các đường phố ở London. Ước tính hiện tại cho thấy có tới 4,1 tỷ khán giả toàn cầu theo dõi lễ tang, khiến đây trở thành một trong những chương trình truyền hình được xem cao nhất mọi thời đại. Con số này nhiều hơn đáng kể những người đã theo dõi để chứng kiến hôn lễ của công nương Dana với thái tử Charles vào năm 1981 được khoảng 1 tỷ người xem. Con số này chưa tính đến những người đã xem lễ tang trên các dịch vụ phát trực tuyến, nền tảng xã hội hoặc là các phương tiện khác. Sẽ mất một thời gian trước khi con số chính thức về lượng người xem toàn cầu xuất hiện. Sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng Covid-19 trên khắp Canada. Trong tuần kể từ ngày 10 tháng 9 tới ngày 17 tháng 9, Canada báo cáo thêm 17.325 ca nhiễm Covid-19 mới và 217 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.233.468 và 44.992 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm được báo cáo mới trong tuần vừa qua, tỉnh BC báo cáo 638 ca nhiễm mới và 37 tử vong, Alberta thì có 1.135 ca nhiễm mới và 21 tử vong. Manitoba có 377 ca nhiễm mới và 6 tử vong. Ontario có 8.125 ca nhiễm mới và 81 tử vong. Quebec có 4.959 ca nhiễm mới và 29 tử vong. Newfoundland 134 ca nhiễm mới và 2 tử vong. New Brunswick có 586 ca nhiễm mới và 4 tử vong. Nova Scotia có 962 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong. Prince Edward Island có 401 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Yukon thì có 8 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Saskatchewan không đưa ra cập nhật con số COVID-19. 91,5% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 86,8% đã tiêm hai liều. Có hơn 50,2% dân số, tức là 19,2 triệu người đã tiêm mũi thứ ba. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính thưa quý vị, sắp tới sẽ có sự trở lại của bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi là bác sĩ gia đình với trên 30 năm kinh nghiệm trong nghề tại Canada. Sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị về sức khỏe như là mũi tiêm tăng cường COVID-19 bivalent hay là bệnh đầu mùa khỉ cũng như là bệnh cúm hiện nay, vân vân. Nếu quý vị có quan tâm hay có câu hỏi, xin quý vị hãy viết câu hỏi của quý vị ở dưới phần comment. Phản hồi ở bên dưới, chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi để được trả lời khi bác sĩ có mặt trên đài Culture Channel. Xin cảm ơn quý vị và để ủng hộ cho chương trình, kính mời quý vị nếu chưa đăng ký kênh hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video để giúp phổ biến thông tin. Rất cảm ơn quý vị và các bạn tiếp theo trong bản tin mời quý vị tiếp tục theo dõi một số tin tức trên thế giới đáng chú ý sau đây triều tiên bắn tên lửa đạn đạo trước chuyến thăm của phó tổng thống hoa kỳ trung quốc sử dụng tàu dân sự để nâng cao năng lực hải quân hoa kỳ sẽ tăng cường tìm kiếm lao động ở châu á ngoại trưởng nga cáo buộc washington đùa với lửa xung quanh vấn đề đài loan cảnh sát nga bắt giữ hàng trăm người trong cuộc biểu tình chống lệnh điều động quân sự của ông putin Tổng thống Zelensky nói ông bị sốc vì Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ít nhất 36 người thiệt mạng sau mưa lớn và sát đánh ở Ấn Độ. Núi lửa phun trào ở Tonga là một vụ nổ bất thường, thậm chí có thể làm ấm trái đất. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông của họ vào Chủ nhật trước các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch của các lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến một tàu sân bay và chuyến thăm khu vực của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Quân đội Hàn Quốc cho biết đây là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn từ khu vực Taejong của tỉnh Bắc Pyongyang ngay trước 7 giờ sáng theo giờ địa phương và bay khoảng 600 km ở độ cao 60 km và tốc độ của một chiếc Mach 5. Sau vụ phóng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Kim Song Kim và Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Paul La Camera đã thảo luận về tình hình và tái khẳng định sự sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa hoặc khiêu khích nào từ Triều Tiên. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp ứng phó và lên án vụ phóng là vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một hành động khiêu khích vô cớ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Yasukazu Hamada cho biết, Nhật Bản ước tính tên lửa đạt độ tối đa là 50 km và có thể đã bay qua quỹ đạo bất thường. Các chuyên gia cho biết, nhiều tên lửa tầm ngắm mà Triều Tiên thử nghiệm trong những năm gần đây được thiết kế để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa bằng cách cơ động trong khi bay và bay trên quỹ đạo thấp hơn, giảm tốc. Hành động của Triều Tiên thể hiện mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của đất nước chúng ta, khu vực và cộng đồng quốc tế và làm điều này khi xâm lược Ukraine diễn ra là không thể tha thứ. Bộ trưởng Hamada đã nói và nói thêm rằng Nhật Bản đã phản đối thông qua đại sứ quán của Triều Tiên tại Bắc Kinh. Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ cho biết họ đã biết về vụ phóng và tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, trong một tuyên bố đưa ra sau vụ phóng, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra sau khi tàu sân bay Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc trong 4 ngày, từ 26 đến 29 tháng 9 và trước chuyến thăm dự kiến tới Seoul vào tuần này của bà Harris. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thực hiện vụ phóng như vậy sau khi bắn 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong một ngày vào đầu tháng 6, khiến Mỹ kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt vì vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Triều Tiên bác bỏ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vì coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền tự vệ và thăm dò không gian của nước này, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận chung trước đây của Mỹ và Hàn Quốc là bằng chứng cho các chính sách thù địch của họ các cuộc tập trận cũng bị chỉ trích bởi nga và trung quốc hãng thông tấn yonhap của hàn quốc hôm thứ bảy đưa tin rằng triều tiên cũng có thể đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm slbm theo nguồn tin từ quân đội hàn quốc trung quốc sử dụng tàu dân sự để nâng cao năng lực hải quân một con tàu khoa học của trung quốc với thiết bị giám sát cập cảng sri lanka hàng trăm con tàu cá neo đậu hàng tháng trời giữa các đảo tranh chấp trên biển đông và những chiếc phà vượt biển được chế tạo có khả năng chở theo các xe nặng và tải trọng lớn nhưng vào bề ngoài thì tất cả đều là tàu dân sự nhưng mà các chuyên gia chính quyền khu vực đã nói rằng chúng là một phần của chiến lược tổng hợp giữa quân sự và dân sự của trung quốc ít được bắc kinh che giấu nhằm tăng cường khả năng hàng hải của nước này Trung Quốc đã sử dụng tàu đánh cá dân sự cho mục đích quân sự trong nhiều thập kỷ, nhưng mà gần đây đã tăng đáng kể số lượng về việc thành lập hạm đội xuân sóng trường xa từ một chương trình trợ cấp của chính phủ bắt đầu dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình để giúp trang trại việc đóng các tàu mới trong số những thứ khác. Hoa Kỳ sẽ tăng cường tìm kiếm lao động ở châu Á Hoa Kỳ đang vạch ra các mục tiêu của mình cho một thỏa thuận thương mại mới đối với Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và chính quốc gia khác nhằm báo hiệu cam kết của nước này trong việc hợp tác với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vào thời điểm ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố các mục tiêu đàm phán cho khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, một thỏa thuận với 12 quốc gia được đưa ra vào tháng 5. Trong số đó, Mỹ muốn các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cải thiện các tiêu chuẩn về lao động và môi trường và bảo đảm thị trường của họ luôn mở để cạnh tranh, đồng thời thực hiện các bước để giảm bớt các tồn động trong chuỗi cung ứng tại các cửa khẩu. Sau các cuộc đụng độ của chính quyền Trump với các đồng minh của Hoa Kỳ, các nước châu Á đã hoan nghênh việc Mỹ trở lại khu vực. Điều này cũng diễn ra vào thời điểm có sự gián đoạn kinh tế đáng kể do COVID-19 và cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Chính quyền Obama đã đàm phán một hiệp định thương mại chi tiết với 11 quốc gia vành đai Thái Bình Dương khác, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump nói rằng TPP và các thỏa thuận thương mại tương tự đe dọa việc làm của người Mỹ và đã rút khỏi thỏa thuận trong tuần đầu tiên ông nhậm chức. Các quốc gia khác đã tiến lên phía trước mà không có Hoa Kỳ. Chính quyền Biden không có kế hoạch tái gia nhập khối thương mại và thay vào đó đang thúc đẩy khuôn khổ Ấn Độ Thái Bình Dương. Các nhà phê bình coi hiệp định là một sự thay thế mơ hồ cho TPP. Tuy nhiên, chính quyền cũng lưu ý rằng các quốc gia tham gia vào khuôn khổ bao gồm Brunei, Fiji, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam chiếm 40% GDP toàn cầu. Chính quyền Biden cho biết nhóm thương mại của họ cũng sẽ tìm cách thúc đẩy thương mại kỹ thuật số trong số những thứ khác. USTR đang xử lý các khía cạnh thương mại của khung khổ. Bộ Thương mại đang giám sát ba sáng kiến khung khác liên quan đến việc cải thiện chuỗi cung ứng và thúc đẩy nền kinh tế xanh và tăng trưởng công bằng, nhấn mạnh đến pháp quyền và quyền lao động. Ngoại trưởng Nga cáo buộc Washington đùa với lửa xung quanh vấn đề về Đài Loan, nga hôm thứ bảy đã cáo buộc mỹ đang đùa với lửa xung quanh đài loan trong khi trung quốc cho biết họ sẽ thúc đẩy hành động vì thống nhất hòa bình với hòn đảo đồng thời cam kết thực hiện các bước mạnh mẽ để phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài một ám chỉ mỏng manh về washington Nhà ngoại giao hàng đầu của ông Putin là Sergei Lavrov trong bài phát biểu hôm thứ Bảy trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhắm vào lập trường Đài Loan của Washington cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow về chiến sự ở Ukraine. Ông Lavrov nói, họ đang đùa với lửa xung quanh vấn đề Đài Loan, trên hết họ đang hứa hẹn hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Phát biểu trước Ngoại trưởng Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục hành động vì thống nhất hòa bình với Đài Loan và sẽ chống lại các hoạt động ly khai nhằm hướng tới độc lập của hòn đảo, trong khi thực hiện các bước mạnh mẽ để phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Bình luận của ông Vương được đưa ra một ngày sau cuộc gặp kéo dài 90 phút với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ở New York, cuộc hội đàm đầu tiên của họ kể từ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi vào tháng 8. Sau cuộc gặp, thì Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã gửi những tín hiệu rất sai trái nguy hiểm về Đài Loan. Ngoại trưởng Blinken đã nói với ông Vương rằng việc duy trì hòa bình và ổn định của Đài Loan là vô cùng quan trọng. Một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden nói với các phóng viên. Cảnh sát Nga hôm thứ Bảy đã nhanh chóng can thiệp để bắt giữ hàng trăm người để giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại lệnh điều động quân sự của Tổng thống Vladimir Putin. Theo OVD Info, một trang web độc quyền chuyên theo dõi các vụ bắt giữ chính trị ở Nga cho biết, cảnh sát đã bắt giữ hơn 700 người, trong đó có hơn 300 người ở Moscow và gần 150 người ở St. Petersburg. Một số người bị bắt là trẻ về thành niên. Tại Moscow, một đội ngũ cảnh sát dày đặc đã đi lang thang trong khu vực trung tâm thành phố, nơi đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình và kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người qua đường. Các sĩ quan đã bắt những người mà họ cho là đáng ngờ, ở St. Petersburg, các nhóm nhỏ người biểu tình đã tập hợp và hô vang các khẩu hiệu phản đối trước khi bị vây bắt. Tại thành phố Novosibirsk ở miền đông Siberia, hơn 70 người đã bị giam giữ sau khi hát một bài hát ca ngợi hòa bình thời Liên Xô. Hành động nhanh chóng của cảnh sát theo sau sự giải tán của các cuộc biểu tình hôm thứ Tư, khi hơn 1.300 người bị giam giữ ở Moscow, St. Petersburg và các thành phố khác. Cũng trong hôm thứ Bảy, ông Putin đã ký một dự luật được thông qua vội vàng, trong đó có hình phạt cứng rắn đối với những binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh của các sĩ quan, những người đào ngũ hoặc đầu hàng kẻ thù. Tổng thống Zelensky nói ông cảm thấy sốc vì Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã bị sốc trước việc Israel không cung cấp hệ thống chống tên lửa cho Kiev theo một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu vũ khí này ngay sau khi chiến sự nổ ra vào tháng 2. Ông đã đề cập đến hệ thống vồn sắt của Israel thường được sử dụng để đánh chặn các tên lửa do lực lượng Palestine bắn ở Gaza. Ông Zelensky nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Thành thật mà nói, tôi thật sự bị sốc bởi vì tôi không hiểu tại sao họ không thể cung cấp cho chúng tôi hệ thống phòng không này. Những bình luận của Tổng thống Ukraine là mạnh mẽ hơn những tuyên bố mà ông đã đưa ra hồi tháng 3 khi ông chế nhạo Israel vì sự miễn cưỡng gửi vũ khí. Vào thời điểm đó thì Israel đã không thể hiện cam kết mà nói rằng họ sẽ giúp Ukraine nhiều nhất có thể. Israel là quốc gia đã lên án cuộc xâm lược của Nga hiện nay đang cảnh giác về việc căng thẳng quan hệ với Moscow, một nhà môi trường quyền lực ở nước láng giềng Syria, nơi các lực lượng Israel thường xuyên tấn công lực lượng thân Iran. Ấn Độ giữ thái độ trung lập về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và đưa ra kế hoạch cho nhiệm kỳ chủ tịch G20 tại Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã đưa ra kế hoạch của đất nước cho lượt đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 trong bài phát biểu hôm thứ Bảy trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ấn Độ sẽ đảm nhận vai trò quan trọng của nhóm các quốc gia phát triển và đang phát triển hàng đầu vào tháng 12. Bộ trưởng Ngoại giao Supramarian Chesenka cho biết Cách tiếp cận của Ấn Độ sẽ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và quyền sở hữu quốc gia đối với cam kết phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Trong khi Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, quốc gia Nam Á vẫn giữ quan điểm trung lập, từ chối các bỏ quan hệ kinh doanh với Nga hay là tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây. Khi xung đột Ukraine tiếp tục diễn ra gây gắt, chúng tôi thường được hỏi rằng chúng tôi sẽ đứng về phía ai? Và câu trả lời của chúng tôi đó là đứng về phía hòa bình. Ông Jyotishankar nói, đồng thời kêu gọi đối thoại ngoại giao và hành động mang tính xây dựng để giải quyết xung đột vì lợi ích chung. Ông Jyotishankar cũng đã quảng cáo về sự trợ giúp của, của Ấn Độ đối với các nước láng giềng trong khu vực như là Afghanistan, Sri Lanka và Myanmar, cũng như chức năng của Ấn Độ như là một cầu nói về một số vấn đề nghiêm trọng nhưng gây chia rẽ trong nhiệm kỳ hết hạn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. ít nhất 36 người thiệt mạng sau mưa lớn và sát đánh ở Ấn Độ. Thời tiết cực đoan đã giết chết ít nhất 36 người ở miền Bắc của Ấn Độ trong 24 giờ qua, trong đó 12 người bị sát đánh. Giới chức của nước này đã cảnh báo sẽ có nhiều trận mưa như là trút nước trong những ngày tới. Trên khắp bang Uttar Pradesh, ít nhất là có 24 người đã thiệt mạng sau khi nhà của họ bị sập giữa những cơn mưa không ngớt. Các quan chức cho biết 39 người ở bang này đã chết vì bị sát đánh trong năm ngày qua, khiến cho chính quyền phải ban hành những hướng dẫn mới mà mọi người cần biết để tự bảo vệ mình khi có dòng bão. Xét đánh thường xảy ra trong mùa gió mùa ở Ấn Độ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Số vụ xét đánh ở Ấn Độ đã tăng 34% trong năm qua, khiến cho số người chết cũng tăng theo. Ấn Độ đã ghi nhận có 1.489 trường hợp tử vong do xét đánh vào năm 2016 và con số này đã tăng lên 2.869 vào năm 2021. Giám đốc điều hành của Pfizer lần thứ hai xét nghiệm dương tính với COVID-19 Giám đốc điều hành là ông Albert Bola hôm thứ Bảy cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông 60 tuổi đã từng mắc COVID-19 vào tháng 8 và đã bắt đầu một liệu trình điều trị bằng Paxlovid, thuốc kháng virus COVID-19 bằng đường uống của công ty. Ông Bola cũng đã nhận được 4 liều vaccine COVID-19 do Pfizer và đối tác BioNTech của Đức phát triển Giám đốc điều hành của Pfizer cho biết ông vẫn chưa sử dụng mũi xin tăng cường bivalent lưỡng trị mới nhắm mục tiêu vào các biến thể phụ BA.5 và BA.4 Omicron. Vào tháng 8, FDA đã phê duyệt các mũi tăng cường cập nhật của Pfizer và Moderna, một cơ quan y tế liên bang cho biết trong tuần này rằng hơn 25 triệu liều của mũi vaccine tăng cường lưỡng trị đã được gửi đi, chủ yếu bao gồm vaccine Pfizer. Núi lửa phun trào ở Tonga là một vụ nổ bất thường, thậm chí có thể làm ấm trái đất. Khi một ngọn núi lửa dưới biển phun trào ở Tonga vào tháng 1 đã gây nên những đợt sóng thần ập vào bờ, và các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu tác động của nó. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Science, núi lửa được gọi là Hanga Tonga Hunga Apai đã phun hàng triệu tấn hơi nước lên cao vào bầu khí quyển, các nhà nghiên cứu ước tính vụ phun trào đã làm tăng lượng nước trong tầng bình lưu, là tầng thứ hai của khí quyển trên phạm vi nơi con người sinh sống và thở, lên khoảng 5%. Giờ đây, các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu xem tất cả lượng nước đó có thể ảnh hưởng đến bầu khí quyển như thế nào và liệu nó có thể làm ấm bề mặt trái đất trong vài năm tới hay không. Tác giả chính Holger Vomel, một nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia ở Colorado cho biết, đây là một sự kiện chỉ có một lần trong đời. Những vụ phun trào lớn thường làm nguội hành tinh. Ông Matthew Tohi, một nhà nghiên cứu khí hậu tại Đại học Saskatchewan, người không tham gia nghiên cứu, giải thích rằng hầu hết các núi lửa tạo ra một lượng lớn sulfur ngăn chặn tia sáng mặt trời. Vụ nổ ở Tonga còn kinh khủng hơn nhiều. Vụ phun trào bắt đầu dưới lòng đại dương, vì vậy nó đã bắn các tia nham thạch và hơi nước lên khỏi mặt nước hơn bình thường và vì hơi nước hoạt động như một khí nhà kính giữ nhiệt, vụ phun trào có thể sẽ làm tăng nhiệt độ thay vì hạ thấp nhiệt độ. Một nhóm nghiên cứu khác đã theo dõi vụ nổ bằng một thiết bị trên vệ tinh của NASA. Trong nghiên cứu được công bố vào đầu mùa hè này, họ ước tính vụ phun trào còn lớn hơn, thêm khoảng 150 triệu tấn hơi nước vào tầng bình lưu, nhiều gấp 3 lần so với nghiên cứu của tác giả chính Vomel. Dù bằng cách nào, ông nói, vụ nổ ở Tonga không giống bất cứ thứ gì từng thấy trong lịch sử gần đây và việc nghiên cứu hậu quả của nó có thể giúp chúng ta có thể hiểu biết mới về bầu khí quyển. Sau đây là top những hãng hàng không tốt nhất thế giới trong năm 2022. Skytrax trang web đánh giá và xếp hạng các hãng hàng không và sân bay có trụ sở tại Vương quốc Anh đã thực hiện hơn 14 triệu cuộc khảo sát khách hàng tại hơn 100 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 để tìm ra hãng hàng không nào được yêu thích nhất trên thế giới trong năm 2022. Cuộc khảo sát được tiến hành trên hơn 350 hãng hàng không được thực hiện bằng các thứ tiếng bao gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật và Trung Quốc. Người chiến thắng năm nay của Skytrax là cái tên không còn xa lạ với giải thưởng, đó chính là Queda Airways, hãng hàng không đã giành được vị trí cao nhất tổng cộng 7 lần kể từ khi giải thưởng được giới thiệu vào năm 1999. Chỉ mới 2 tháng trước, Queda Airways cũng đã chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các hãng hàng không tốt nhất thế giới của AirlineRatings.com. Xếp vào vị trí thứ 2 theo khảo sát của Skytrax là Singapore Airlines. Hãng hàng không này cũng giành được 9 giải thưởng, bao gồm nhân viên cabin tốt nhất, hạng nhất tốt nhất, ghế hạng nhất tốt nhất và dịch vụ phục vụ hạng nhất tốt nhất. Hãng hàng không Emirates của UAE đứng ở vị trí thứ ba. Anna của Nhật Bản, All Nippon Airways đứng ở vị trí thứ tư và cũng được mệnh danh là hãng hàng không sạch nhất thế giới. Quanta, hãng hàng không quốc gia của Úc đứng thứ năm trong cuộc khảo sát. Delta Airlines là hãng hàng không hàng đầu ở Mỹ, giành được 6 hạng mục giải thưởng dành riêng cho khu vực trong khi Turkish Airlines là hãng hàng không hàng đầu ở châu Âu, mang về 4 giải thưởng, trong đó có danh hiệu hãng hàng không tốt nhất ở châu Âu có tính cạnh tranh cao. Một trong những sự thay đổi lớn nhất trong ngày là hãng hàng không Island Ryanair đã lần đầu tiên chiến thắng giải thưởng cho hãng hàng không giá rẻ tốt nhất ở châu Âu. Top 20 hãng hàng không hàng đầu thế giới năm 2022 theo Skytrax, theo thứ tự là thứ nhất Qatar Airlines, tiếp theo là Singapore Airlines, Emirates, Anna or Nippon Airways, Qantas Airways, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Korean Air, Swiss International Airlines, British Airways, Etihad Airways, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Lufthansa, Cathay Pacific, KLM, Eva Air, Virgin Atlantic, and Vistara. Và tiếp theo trong phần điểm phim của tuần này, xin được gửi đến quý vị bộ phim Notting Hill. Notting Hill là bộ phim hài hước lãng mạn của Anh, phát hành vào năm 1999 do Roger Michell làm đạo diễn và Duncan Kenworthy sản xuất. Sau khi ra mắt tại Orion Leicester Square, bộ phim đã nhận được các phản hồi tích cực từ các nhà phê bình và từng là bộ phim đạt doanh thu cao nhất của Anh, vượt ngưỡng 360 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Lấy bối cảnh tại London, bộ phim xoay quanh câu chuyện về William Will Thacker do Hugh Grant đóng vai. Một anh chàng hiền lành sống tại Notting Hill, thị trấn nhỏ bé đến nỗi anh đã thuộc lào cả đặc điểm của từng người. Will là một người không mấy may mắn trong chuyện tình cảm khi vợ của anh đã bỏ anh để chạy theo một người đàn ông khác. Vào một ngày nọ, một cô gái xinh đẹp bước vào hiệu sách của Will và khiến anh ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cô không ai ngờ rằng đó là nữ minh tinh nổi tiếng Anna Scott do Julia Roberts thủ vai cũng trong lúc này will tình cờ phát hiện một kẻ đang ăn trộm sách trong cửa hàng qua màn hình camera cách xử sự tế nhị và thông minh của will gây ấn tượng với Anna những sự tình cờ đã gắn kết hai người lại trong mớ cảm xúc mới chớm nở đầy lãng mạn tuy nhiên will cũng chỉ là một anh chàng bán sách bình thường còn cô nàng Anna lại là một ngôi sao nổi tiếng Điều đó đã khiến cho chuyện tình cảm của họ gặp không ít trắc trở. Liệu cả hai sẽ có cái kết đẹp với nhau trên vùng đất Notting Hill thơ mộng? Mời quý vị cùng kiếm câu trả lời cho cặp đôi trong bộ phim Notting Hill hiện đang được phát sóng trên Amazon Prime Video. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái, một Canada bằng 0,7369 đô la Mỹ và bằng 0,7583 đồng euro một Canada thì bằng 17.429 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ bằng 23.705 đồng Việt Nam. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, xin được gửi đến quý vị một câu chuyện cuối tuần, câu chuyện ngắn về ý nghĩa cuộc sống, đó là câu chuyện đánh nhau bằng gậy với giọng đọc của Ngọc Yến. Câu chuyện cuối tuần, đánh nhau bằng gậy trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của goya một họa sĩ nổi tiếng người tây ban nha bức tranh mang tên đánh nhau bằng gậy trong bức tranh goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình nền trời trong xanh không để lộ một nét gì sẽ xảy đến người ta không đoán trước được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa cả lớp nhốn nháo ai nấy đều lao nhau muốn phát biểu trước có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người đấu tranh bảo tồn sinh mạng một sinh viên khác lại nói bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là phải đấu tranh sinh viên khác nữa lại phân tích bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa Cả lớp im lặng, mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh. Hai người nông dân đang hầm hầm sát khí để loại trừ nhau, lại đang mắc cạn trên một cụm cát. Từng cơn gió thổi đến, các bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không hề hay biết vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp. Gô muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cua dán vào nhau mà do các bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng, thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ. Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh thì con người lại giành giật, chiếm giết lẫn nhau. Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hàng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. Cơn cảm dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhắm nơi từng con người. Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẩn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống, cũng như là tư vấn di dân di trú thì được cập nhật bên kênh mới của Culture, đó là kênh Coming to Canada. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Xin chúc quý vị một Chủ nhật an lành, cũng như một tuần mới vui khỏe, nhiều may mắn. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.